Rồi, chúng ta lại tiếp tục cuộc quay phim ạ. Có một cặp đôi đang đi phía trước. Cô gái cầm cái ô màu hồng, rất là dễ thương. Nhưng mà tiếc là không phải gái của mình, nó buồn đời quá. Mấy người ta nhìn vô có tưởng mình điên, ta vừa đi dưới đường vừa nói chuyện. Thằng Thạch nó bảo mình chụp hình với là coi phim không có nghệ thuật. Nó bà đâu có chụp đó. Nhưng mà mình muốn truyền tải cái sự chân thật. Xấu đẹp gì cũng phô ra hết. Bây giờ truyền tải hết sự thật rồi thì mình sẽ bắt đầu tập trung vô những bức ảnh nghệ thuật. Chắc sang năm, không biết sang năm có còn ở đây không? Có qua đây kịp mà ngắm hoa đào không? Hình như mình có đi được một nửa con đường rồi. Con đường phía sau, phía bên này. Trong này là cái tòa nhà gì? Dưới này bến sông, bến phà gì đây? Mình có nên dừng lại để mà quay cái cảnh hoa rơi lả tả này không ta? Nhưng mà cũng chưa có lả tả lắm. Hoa nó đang rơi đó, thấy không? Góc quay đẹp quá. Sao người ta đứng lại, người ta nhìn mình, người ta có đe dọa mình không ta? Mình quay, nó bảo mình quay về làm gì rồi nó đấm mình mệt lắm. Có nhiều cặp quá. Mình nghĩ là mình nên dừng lại một chút. Đi theo cái cặp đó hồi, nó tưởng mình làm gì. Rồi tự nhiên có nước nó giọt ở đây ta. Có nước không? Nước nè, nước nè. Mình dừng lại quay cố định một chỗ coi. Hoa nó không có rơi nữa ta, đang chờ hoa rơi. Hoa ơi rơi đi. Nó rơi lèo tèo vậy ta. Thôi cắt nha.